Hello, xin chào các bạn, lại là Trung đây. Và ở trong video này, Trung sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng công cụ Miss Journal này vào một công việc đó liên quan đến thiết kế nội thất. Với Miss Journal thì chúng ta có thể dùng để thiết kế nhà này, đúng không ạ? Thiết kế cửa hàng này, tạo ra một cái giao diện mới cho cửa hàng kinh doanh này của chúng ta, hoặc là các anh chị nào dân thiết kế có thể dùng nó để tạo ra những cái ý tưởng mới cho khách hàng, cho cái ngôi nhà chung cư khách hàng của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái câu lệnh nâng cao để mà có thể tạo ra được những cái phong cách kiểu nhà mà các bạn muốn. Rồi, ví dụ như mình sẽ có câu lệnh đầu tiên, và mình sẽ copy ở đây và sau đó mình sẽ giải thích. Ok ạ, đây là câu lệnh đầu tiên. Đây mình sẽ để nó sang. Alright, rồi. Rồi, cái kiểu thiết kế nhà đầu tiên nhiều anh chị chính là kiểu thiết kế nhà tối giản, đúng không? Thì cái câu lệnh tiếng Anh mình đã để ở bên mình đã ở bên dưới, đây là những dịch sang tiếng Việt cho mọi người cùng hiểu. Thì dùng Google dịch thì đôi khi nó sẽ không xác nghĩa cho lắm. Thì đây là câu lệnh nó sẽ như thế này: nó thiết kế nội thất nhà tối giản này, thiết kế theo kiểu là căn phòng có dạng là đen và trắng này, phòng khách và bếp là hiện đại, kính này, đúng không ạ? Natural lighting, chiếu sáng tự nhiên này, đèn sợi đốt này, cáp quang này, rồi này, chiếu sáng đẹp này, chiếu sáng tạo điểm nhấn này, đúng không ạ? Chiếu sáng toàn này, toàn cầu này, chiếu sáng không gian màn hình toàn cầu này, chiếu sáng tia toàn cầu này, quang học này, tán xạ này, bóng đổ này, điều trợ nhấp nháy, phản xạ, dò tia. Và cái kích thước ở đây đó chính là AR 16 9 và gạch ngang là dùng phiên bản số 5. Được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm. Trước khi bấm enter thì chúng ta sẽ cần phải có cái imagine này, sau đó bấm enter. Thì đây chính là cái câu lệnh của chúng ta, được chưa? Rồi ạ, và đây chính là cái tác phẩm của chúng ta có với cái câu lệnh ở trên, được chưa? Đó. Với phong cách thiết kế tối giản này, với những cái ngôi nhà đó, khá là đẹp, ánh sáng này. Được chưa? Thì anh chị nào mà thích cái phong cách này thì có thể copy câu lệnh ở bên dưới. Và hãy nhớ được rằng đó là chúng ta, cái cấu trúc của một câu lệnh đó là chúng ta sẽ đưa ra cái yêu cầu đầu tiên của mình. Ví dụ như là tôi muốn thiết kế một cái căn nhà thiết kế đơn giản là minimalist interior design đó, thì mình sẽ đưa luôn ở phần đầu này đó, và sau đó thì mình sẽ mô tả trong cái căn nhà đó thì mình muốn sẽ có những cái gì, và cuối cùng sẽ là thông số của nó, được chưa? Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với một phong cách thiết kế công nghiệp, được chưa? Industrial design interior. Rồi, bây giờ tôi sẽ bấm vào imagine và tôi sẽ dán câu lệnh vào đây, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cái công lệnh này sẽ nói về cái gì. Ok. Rồi. Bản thân tôi cũng không phải là một người dân chuyên trong việc được gọi là nhà thiết kế chuyên nghiệp, nên tôi sẽ đôi khi có những thuật ngữ của những người làm thiết kế mà có thể tôi sẽ không hình dung được đó, thì ở đây tạm thời tôi sẽ dùng cái phiên bản Google dịch. Và nếu như anh chị nào đang làm thiết kế mà anh chị xem video này và có những cái nội dung nào anh chị cảm thấy nó chưa đúng thì có thể góp ý với tôi ở bên dưới. Thiết kế nội thất công nghiệp này, các bảng màu đơn sắc, được chưa? Rồi, đây câu lệnh bên dưới đây ạ. Đen và trắng này, bộ sắt này, vật liệu thô và các yếu tố hiện đại. Thiết kế này pha trộn giữa vật liệu cũ, vật liệu mới, vật liệu tái chế và tái sử dụng trong khi vẫn duy trì kiểu dáng đẹp và hiện đại, được chưa? Ok, vấn đề đang ở đây là AR169V5 và bây giờ tôi sẽ bấm Enter. Rồi. Và đây là kết quả của chúng ta. Đó. Kết quả chúng ta đây. Rồi. Cái cảm giác của tôi ban đầu đó là nó giống như là một cái khung nhà mà ở đó là không gian khá là thoáng, đúng không ạ? Rồi có đèn, có ghế sofa. Đó. Bản thân tôi thì tôi không thích cái kiểu nhà, nên tôi về ở thì tôi không thích cho cái kiểu nhà này lắm. Rồi. Để nếu như các anh chị nào biết cách có thể là cải thiện hơn về cái ngôi nhà này để cho nó trở nên đẹp hơn thì các anh chị cũng có thể comment xuống bên dưới. Hãy nhớ được rằng đó là với mỗi câu lệnh này thì chúng ta chỉ cần thay đổi nhỏ một chút những yếu tố thì cái câu lệnh nó sẽ thay đổi, và nên là chúng ta rất là thoải mái trong cái việc là sử dụng sự sáng tạo của mình trong cái câu lệnh, thì đấy là điều hay.
trong việc là sử dụng công cụ bên trên đầu này. Tiếp theo tôi sẽ đến với một cái thiết kế khác nữa. Rồi. Những câu lệnh này thì sau đó thì các bạn sẽ bấm vào đường link ở phía bên dưới vào cái trang web khoahocmedjournal.com để các bạn có thể là copy những link này và sau tinh chỉnh theo ý của mình. Ok. Rồi. Thiết kế nội thất theo phong cách boho. Chúng tôi cũng chưa biết là phong cách boho là phong cách nào, nhưng chắc là đây là một cái phong cách thiết kế nội thất. Căn phòng có màu trắng, xanh ô liu, rượu cognac, vàng mù tạt và trang bì và rất nhiều hoa văn như hoa lá và hoa lá kết hợp với các bản in tự nhiên, hoa văn hình học là đặc điểm nổi bật của căn phòng. Theo phong cách boho AR169 V5 được chưa? Rồi, ok. Tôi sẽ bấm Enter. Đây là lần đầu tiên được tôi được nghe đến phong cách là boho. Không biết là các anh chị đang xem video này, các anh chị có biết gì về phong cách này không? Nếu có thì các anh chị có thể comment xuống phía bên dưới ạ. Đây ạ, và đây là cái kết quả của chúng ta theo thiết kế theo phong cách boho. Alright. Wow, tôi khá là thích cái kiểu này. Nếu như mà chúng ta làm về một cái căn hộ dịch vụ, đúng không ạ? Giả sử như là homestay cho thuê này, thì tôi cũng nghĩ đây là sẽ là một cái phong cách, nó sẽ tạo ra sự khác biệt. Có lẽ nó sẽ phù hợp với văn hóa của các nước châu Mỹ, đúng không ạ? Rồi. Và khi mà nhìn như thế này thì có thể là các anh chị sẽ có cho mình, những anh chị nào đang làm về homestay thì các anh chị sẽ có thêm những ý tưởng mới để thiết kế lên cái căn phòng của mình. Tôi rất là thích cái tông màu này. Đó. Nếu như các anh chị muốn có cái thiết kế này thì các anh chị có thể dùng cái câu lệnh của tôi và sau đó các anh chị tạo lên trên này. Ok. Rồi. Wow, hãy nhìn những cái căn phòng như thế này. Đó, cảm giác rất là mới lạ, đúng không ạ? Rất là mới lạ. Cảm ơn các anh chị. Rồi. Tiếp theo một cái phong cách nữa, chúng ta sẽ đến với phong cách này. Ok, tôi sẽ dán câu lệnh vào đây. Hình như đây là một cái kiểu phong cách khác nữa. Rồi, đây là một thiết kế phong cách đối với anh chị nào mà mình có căn chung cư hoặc nội thất ở ven biển, được chưa ạ? Căn phòng nhấn mạnh các tông màu sáng hơn như là xanh dương, xanh lục, be trắng để tạo cảm giác thư thái, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước tạo bầu không khí nhẹ nhàng. AR16 V5, được chưa ạ? Và sau tôi sẽ bấm Enter. Vâng, và đây là cái phong cách của chúng ta khi với cái câu lệnh vừa rồi, đó là thiết kế theo phong cách nhà ven biển. Wow, nếu như anh chị nào mà có một cái căn nhà, đúng không, hoặc là mình thiết kế cho khách mà cái hướng nhìn ra biển, đúng không, cái có thể nhìn thấy bên ngoài kia rất là tuyệt vời, và nó nhìn cái tông màu này nó giống như cái câu lệnh của chúng ta, nó là rất là nhẹ nhàng thư thái này, đúng không ạ? Đó, và hãy tưởng tượng là mỗi một buổi sáng mà mình thức dậy và mình kéo cái rèm ra, đúng không, và nhìn thấy phong cảnh ngoài biển ở bên trong nội thất nó nhẹ nhàng như thế này, thì không biết là các anh chị sẽ nghĩ như thế nào, đúng không? Lúc ấy chắc chắn là mình sẽ có thể sống lâu hơn thêm vài tuổi nữa. Rồi, dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái phong cách thiết kế khác. Đây rồi, về tôi sẽ phóng to câu lệnh này lên. Đó. Về bản chất thì cách để viết các câu lệnh thì nó sẽ giống nhau theo cái thứ tự các anh chị sẽ thường thấy là gì? Đầu tiên sẽ là kiểu thiết kế mà các anh chị muốn, cái style, cái phong cách của các anh chị thiết kế nội thất theo kiểu nào, địa trung hải, minimalist, boho, rồi thiết kế theo kiểu là nhà ven biển. Đó, thì nó sẽ là cái phần đầu tiên trong cái prompt, trong cái lời nhắc của các anh chị, trong cái cú pháp của các anh chị. Rồi ạ, câu lệnh của chúng ta là thiết kế nội thất theo phong cách địa trung hải này, phong cách căn phòng thoáng mát sáng sủa, được chưa ạ? Đó, những bức tường có họa tiết kết hợp với gỗ tự nhiên để tạo nên bầu không khí ấm áp. Cái từ này thì chắc là nó dịch chưa được, inviting. Đó, atmosphere, tức là ở phần này thì nó có dịch, có thể bởi vì đây dùng Google dịch không phải mời gọi mà theo kiểu là không gian rất là welcome với người ta. Đất nung và màu nâu của đất, màu xanh lá cây, màu vàng nắng, kim loại bằng đồng và vàng, là chuyện AR169. Ok. Dạ vâng ạ, và đây chính là kết quả của chúng ta với câu lệnh thiết kế nội thất theo kiểu nhà địa trung hải. Đó. Không biết là anh chị nào đã đến các khu vực Địa Trung Hải và từng ở những căn nhà như thế này chưa? Bản thân tôi thì đây là lần đầu tiên tôi được du lịch và nhìn thấy những cái căn nhà như thế này qua màn hình. Ok ạ, rồi. Cảm giác là
Cái nền gạch thì giống như là nền gạch ở Việt Nam nhà mình đúng không ạ? Cái nền gạch. Rồi, cái tông màu đó, tạo điểm nhấn rất là mạnh mẽ. Anh chị nào tôi nghĩ là thiết kế kiểu dạng homestay dành cho người nước ngoài và tạo nên điểm nhấn mới thì cũng có thể tham khảo với cái cách thiết kế, và thậm chí là đối với cái Miss Journal này chúng ta có thể nhìn được cái bài trí của nó đúng không ạ? Đặt ở đâu như thế nào, mọi thứ đều đã có trên này, rất là dễ, thậm chí là những cái đèn như thế này đúng không ạ? Những cái nhỏ nhỏ rất là xinh như này. Alright, đây là phong cách thiết kế Trung Hải. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái thiết kế phong cách nhà kiểu của Pháp. Rồi. Rồi, thiết kế nội thất theo kiểu Pháp, phong cách là đá granite uốn bóng, đá tự nhiên được đánh bóng sàn gỗ hoặc gỗ dán với kết cấu gỗ sáng màu, không gian nhiều ánh sáng, màu sắc tươi sáng, vật liệu tự nhiên là tinh hoa của phong cách Pháp, hội họa kiểu Pháp đúng không? Đó. Thì đây là cái câu lệnh của nó khi được dịch tiếng Việt. Bây giờ tôi sẽ dịch sang tiếng Việt và sau đó bấm Enter. Và đây là cái câu lệnh của chúng ta với phong cách thiết kế nhà kiểu Pháp. Đó, cảm giác không gian thoáng đãng và rất là sang trọng đúng không? Giống như những căn nhà bên châu Âu trong cái bộ phim mà tôi đã từng được xem. Ok rồi, và bây giờ chúng ta đến một cái phần nữa, đó là chúng ta đã nhìn thấy tổng thể của căn nhà, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem là dùng Miss Journal để mình tạo nên những cái câu lệnh để thiết kế cho một cái căn phòng cụ thể đúng không ạ? Đây là một thiết kế cả một cái căn nhà. Thế thì mình sẽ thiết kế một căn phòng thì trông sẽ như thế nào? Rồi, giả sử như là tôi sẽ muốn là thiết kế cho phòng ngủ hoặc là cái phòng thay đồ chẳng hạn, đúng không ạ? Ok, thì đây là câu lệnh của tôi. Trông một căn phòng nó sẽ như thế nào? Đấy. Chúng ta có thể thay đổi câu lệnh của nó bằng việc là các anh chị có thể dùng từ, thay vì từ dressing room thì các anh chị có thể bedroom, living room, được chưa? Tùy theo phong cách anh chị muốn. Phòng thay đồ với những bức tường màu hồng nhạt, đúng không ạ? Với những chiếc ghế bành nhung màu xanh lá cây của rừng, các điểm nhấn bằng gỗ tự nhiên và các bức tranh in thực vật lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ bấm Enter. Đây là câu lệnh để thiết kế cho một căn phòng cụ thể nào đó mà các anh chị muốn. Miss Journal này có thể thiết kế được cả một cái công trình tổng quan cho đến cái khi mà các anh chị có thể ra được thiết kế cho từng một căn phòng. Và hãy nhớ, nếu như các anh chị muốn thiết kế một cái không gian nào cho nó đồng nhất từ đầu đến cuối thì cần phải đi theo một cái style, đi theo một tác giả, đúng không ạ? Đây ạ, rồi đây là một phần, một cái góc nhỏ của cái phòng thay đồ thiết kế với có cái tông màu hồng rất là nhẹ nhàng đúng không? Các bạn thấy rất xinh, cái cách nó phối hợp màu này, màu hồng và màu xanh đúng không? Tạo nên chiếc ghế rất là nổi bật. Đó, họa tiết này, dán tường này, rồi rèm, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp và hài hòa. Rồi ạ, chúng ta sẽ đến với một cái kiểu khác, sẽ thiết kế một cái góc căn phòng của mình, giả sử như nó là một cái studio nhỏ, các anh chị muốn dùng để chụp hình này, để quay phim, để giữ ảnh, mà các anh chị muốn nó tạo nên cái không gian đẹp cho cái chỗ mà các anh livestream quần áo thì nó sẽ như nào đúng không ạ? Rồi, thì đây là cái câu lệnh của chúng ta. Các anh chị sẽ tạo nên những bức tường màu xám, những bức tường màu xám mềm mại, với điểm nhấn là những bức tường màu màu xanh đúng không ạ? Màu xanh mỏng két rực rỡ, rèm cửa, rèm cửa có hoa văn hình học đậm và đồ nội thất bằng kim loại bóng bẩy. Yeah, ok, đây là câu lệnh của chúng ta. Enter. Tức là chúng ta sẽ muốn có một cái căn nhà mà ở đó chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là cái tường của chúng ta nó sẽ có hơi có cái màu điểm nhấn là màu xanh mềm mại đúng không ạ? Và rèm cửa hoa văn này, chúng ta sẽ có đồ nội thất bằng kim loại này đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem là chúng ta sẽ đạt được cái gì bằng cái câu lệnh này. Rồi ạ, và đây là cái kết quả của chúng ta có được. Ok rồi, một cái góc nhỏ studio, một cái góc nhỏ chúng ta làm việc. Ok rồi,
tôi thích cái câu lệnh mà cái đồ thiết kế bằng kim loại hay như thế không ạ, nó cũng được hiển thị ở trong cái bức ảnh này đó. Rồi ạ, và chúng ta sẽ thông thường thì chúng ta đã có cái nhiều thiết kế rồi, vậy chúng ta sẽ thử những cái thiết kế khác để cho cảm giác nó mới lạ đi xem như thế nào. Ok, và đây là cái câu lệnh. Rồi, câu lệnh này có nghĩa là gì? Đây, đây là một cái thiết kế của một nhà bếp lấy cảm hứng từ nghệ thuật đại chúng mát mẻ và các thiết bị sáng sủa bắt mắt và nội thất kiểu cổ điển. Ok, rồi. Với những cái công cụ hỗ trợ AI của Midjourney như này thì đối với anh chị làm thiết kế thì sẽ có rất là nhiều cái ý tưởng trong cái việc là mình sáng tạo nên những cái bản thiết kế mới với những phong cách mới, tạo nên những cái không gian ở mới và sẽ giúp cho mình có nhiều ý tưởng hơn. Thông thường trước đây là chúng ta sẽ được kinh nghiệm hoặc là sẽ cần phải những anh chị nào có một cái nghề rất là cao thì mình có thể tạo ra được những tác phẩm đẹp, và bây giờ chúng ta có thể là, đặc biệt là với Midjourney thì chúng ta còn có thể là thuê được những cái họa sĩ ở khắp nơi trên thế giới, họ có thể thiết kế chúng ta theo bất cứ phong cách nào. Và khi chúng ta không chỉ có thể kết hợp chỉ một mà còn nhiều họa sĩ với nhau, đúng không ạ? Đây, và đây là một cái không gian phòng bếp. Đó, một không gian phòng bếp. Chúng ta đợi một chút. Alright, rồi. Đó, đây là một không gian phòng bếp. Đó, cảm giác nó rất là lạ, đúng không ạ? Nhìn nó tươi mới. Và đúng là nếu chúng ta làm homestay, chúng ta làm về du lịch mà có cái không gian mới lạ như này thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ok, thế thì trên đây là những cái phần tôi hướng dẫn các anh chị về những cái câu lệnh để chúng ta có thể là tạo nên những cái câu lệnh để thiết kế được cái nội thất đẹp. Thì nếu như để các anh chị biết muốn biết thêm thì các anh chị có thể vào trong đường link ở nhóm Zalo ở bên dưới, chúng ta có một cái nhóm để các anh chị tương tác với nhau vào nhóm Facebook và để copy những câu lệnh này và sau đó chỉnh sửa theo ý của mình. Các anh chị có thể vào đường link website khóa học midjourney.com được chưa ạ? Và đối với anh chị nào mong muốn là mình học chuyên sâu về thiết kế hơn nữa, về sử dụng Midjourney để thiết kế cho nội thất này, thiết kế cho công việc của mình này, hoặc là các anh chị cần những công việc liên quan đến sự sáng tạo của ngành này đó, thì các anh chị có thể đăng ký tham gia học chuyên sâu Midjourney. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở trong các video tiếp theo.